Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra tổ chức niêm phong toàn bộ lô hàng của một công ty ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Hoạt động này nhằm xác minh làm rõ nghi vấn 9 container rác thải lọt qua cửa hải quan mà báo Thanh Niên đã nêu. Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, công ty này đã nhập khẩu 9 container máy móc thiết bị từ Đài Loan về Bình Dương. Theo tờ khai hải quan, số máy móc này là mới 100%. Tuy nhiên, khi các container được đưa về bãi kiểm hóa của Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp Bình Dương ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để kiểm hóa, cơ quan chức năng phát hiện bên trong container hoàn toàn là máy móc thiết bị cũ. Sau đó, có 2 tờ khai hải quan của công ty được sửa đổi, trong đó có tờ khai sửa tới 4 lần để hợp thức hóa. Song song đó, công ty này còn xin được giám định tuổi đời của số máy móc. Kết quả giám định cho thấy máy móc đã qua sử dụng chưa quá 10 năm tuổi. Sau đó, toàn bộ lô hàng được thông quan đưa về kho của công ty và dỡ hàng. Từ phản ánh của báo Thanh Niên, Cục Hải quan Bình Dương đã kiểm tra thực địa. Tại buổi kiểm tra ngày 25 tháng 11 năm 2019, toàn bộ máy móc thiết bị đã được công ty đưa ra khỏi thùng container. Đáng chú ý, đối chiếu với tờ khai hải quan, có nhiều loại máy móc thiết bị không được khai báo hải quan và nhiều loại tem nhãn của máy móc đã bị tẩy xóa. Nhiều loại máy móc cũ kỹ còn rò rỉ dầu nhớt ra ngoài. Ông Nguyễn Trường Giang, Cục Phó Cục Hải quan Bình Dương cho biết, sau khi niêm phong lô hàng, Cục Hải quan Bình Dương sẽ trưng cầu giám định lại tuổi đời của máy móc. Nếu sai phạm, sẽ xử lý những cán bộ có liên quan.